Xin chào anh em đã đến và quay trở lại TNC Channel. Nếu như mà anh em theo dõi TNC Channel thì cái video liền trước của mình ấy là về một chiếc card đồ họa rất là hấp dẫn đến từ NVIDIA, đó chính là RTX 3060 Ti. Ok, một chiếc card đồ họa rất ngon. Nó đứng ngang hàng với cả RTX 2080 Super về hiệu năng và phân khúc của nó thì rẻ hơn rất nhiều. Vậy thì một chiếc card đồ họa ngon như thế, tại sao chúng ta không thử build một cấu hình gaming PC ngay nhỉ? Nhưng mà chúng ta sẽ không build với RTX 3060 Ti mà chúng ta sẽ build với GTX 1650. Tại sao á? Tại vì sao? Ok, card mới ra ngon nhưng mà nó vẫn là trên 10 triệu. Vậy thì tại sao chúng ta không build một cấu hình dưới 10 triệu nhỉ? Vâng, và đó sẽ là cấu hình ngày hôm nay của chúng ta. Linh kiện thì mình sẽ giới thiệu nhanh thôi. Anh em sẽ có một con CPU AMD Ryzen 33100. Thực ra thì nhiều anh em sẽ có xu hướng là chọn Intel 10100F hơn. Nhưng mình vẫn sẽ build với Ryzen 33100. Lý do á? Tại vì mình thích. Và mình tin là sẽ có một số anh em cũng vẫn sẽ thích con CPU này. Chúng ta sẽ có gì đây? 4x8 luồng này, Max Boost là 3.9GHz này, Bay là 3.6GHz này. Nói chung đây vẫn là một con CPU cực kỳ ngon, bổ rẻ trong thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó thì card đồ họa thì như mình đã giới thiệu từ đầu, chúng ta sẽ có GTX 1650. 1650 thì nó vẫn là một chiếc card đồ họa có thể nói khá là quốc dân trong cái làng card đồ họa mới. Tại vì sao? Nó rẻ, hiệu năng nó vẫn rất là ổn và anh em vẫn hoàn toàn có thể chơi được những tựa game AAA một cách gọi là thoải mái. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào kiểu max setting hay là PC Master Race với cả chiếc card đồ họa này, nhưng mà chơi ở mức độ gọi là trải nghiệm cũng như là anh em có thể khám phá được nội dung game, cốt truyện các thứ thì vẫn cực kỳ thoải mái. Kể cả GTA 5 hay là Assassin's Creed Valhalla mới ra mắt thì nó vẫn chơi được. Lát nữa chúng ta sẽ chơi thử luôn. Rồi, tiếp theo nữa là về mainboard thì mình sẽ sử dụng main Asus Prime A320ME. Đây cũng là một chiếc mainboard ngon bổ rẻ khác dành cho những cấu hình giá rẻ như thế này. Ổ cứng thì chúng ta sẽ lắp tạm một ổ SSD SATA 3 128GB. Tại sao mình lại chỉ dùng ổ này ấy? Thì thực ra thì đây chỉ là cấu hình tham khảo thôi. Còn nếu như mà anh em có nhu cầu lớn hơn về SSD thì trong quá trình mua hàng tại TNC Store anh em hoàn toàn có thể yêu cầu là tớ muốn thêm nhiều SSD thì anh em sẽ được lắp ổ SSD cao hơn. Đây chỉ là tham khảo thôi nhá. Để mình cài win với cả cài game test cho anh em thôi mà. RAM nhờ? RAM Mastic. Thì ở đây chúng ta sẽ có một thanh RAM 4GB đến từ Kingston Bus 2666. Có thể anh em sẽ nghĩ là hơi thọt nhưng mà đây là cấu hình gaming mà, cho nên là chúng ta cũng có thể khá là thoải mái đấy. Tại sao mình nói thoải mái khi mà chúng ta chỉ có 4GB RAM? Tại vì nếu anh em build cấu hình này tại TNC Store và lựa chọn cái gói quà tặng là trị giá 1.2 triệu thì anh em sẽ được tặng thêm một thanh RAM 4GB tương tự nữa. Như vậy là chúng ta có 8GB RAM và Dual Channel. Đấy, anh em sẽ tận dụng được cái tính năng Dual Channel rất là hay ho. Bên cạnh đó thì nếu anh em không thích quà tặng 1.2 triệu gồm có RAM này, bàn di chuột này, một con chuột Dugot này thì anh em sẽ lựa chọn sang cái gói quà tặng thứ hai, option thứ hai, đó là giảm trực tiếp 5% vào giá bán. Thì lúc này thì cái cấu hình này nó sẽ từ 10 triệu nó xuống còn 9.799.000 đồng mà thôi. Đấy, đấy là option quà tặng thứ hai. Nhưng mà nếu như anh em chọn option thứ hai thì anh em sẽ phải dùng một thanh RAM 8GB hoặc là anh em sẽ phải mua thêm một thanh RAM 4GB nữa. Ngoài ra thì ở đây mình còn nguồn nữa, nguồn đây là nguồn Atom công suất V450, công suất 450W thì nó sẽ rất là phù hợp để gánh một cấu hình nhẹ nhàng như này. Cuối cùng là vỏ cây AeroCool Strix LED. Đây lại là một chiếc vỏ khác rất là ngon bổ rẻ đến từ AeroCool. Tại vì sao? Tại sao mình nói là nó ngon? Tại vì chúng ta có RGB ok, có một giải LED đằng trước rất là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp cấu hình này và cùng test thử xem hiệu năng của nó ra làm sao nhé.
Sorry anh em vì cái đoạn vừa nãy là mình lắp PC ở cái định dạng là quay video dọc nhá. Tại vì là đấy anh em nhìn thấy rồi đấy, bọn mình cũng bắt đầu tập tành chơi TikTok ấy các bạn. Cho nên là hy vọng anh em sẽ follow TikTok của TNC Store nhá. Và quay trở lại với cấu hình PC chúng ta, hiện tại các bạn có thể thấy mình đang chơi Assassin's Creed Valhalla. Và cái setting của mình đang để ở đây, đó là thấp nhất nha anh em. Đấy, đây, low. Và màn hình của mình sẽ là độ phân giải là Full HD. Và các bạn có thể thấy là với một tựa game góc nhìn thứ ba thế giới mở như thế này thì cái FPS chúng ta đang đạt được là khoảng trên 60. Mình nghĩ như vậy là khá là ổn để anh em có thể trải nghiệm game rồi. Còn nếu như mà anh em muốn try hard kiểu như là nó đẹp hơn, nó lộng lẫy hơn thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần một chiếc card đồ họa mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng mà không sao, với cái tiêu chí là trải nghiệm game như này, một tựa game 3A chip của A mới nhất hiện nay như thế này đã là quá ok rồi. Ví dụ như là bây giờ có Odinside các thứ đấy. Ôi đấy, ngay cả với những hiệu ứng như thế thì anh em có thể thấy là FPS chúng ta không bị tụt và không có hiện tượng đấy là cái frame time nó bị nhảy lên cao. Tức là nó rất là mượt ấy, nó không bị tụt frame ấy. Mình sẽ chuyển sang cái Eagleside. Thật là đây là con quạ mà. Crowside. Ok, đấy anh em có thể thấy là FPS chúng ta rất là ổn định. Đó. Game thì mình cũng vừa bật lên thôi cho nên cũng chưa biết là nhiệm vụ như thế nào hay phải đi đâu. Nhưng mà trước mắt là ở cái đoạn đầu như thế này, mình thấy như thế này tương đối là mượt rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một số tựa game khác nhẹ nhàng hơn để xem nó thể hiện như thế nào nhé. Tiếp theo thì sẽ là một cái tựa game mà mình nghĩ là cũng khá nhiều anh em quan tâm, đó chính là Genshin Impact. Thì hiện tại mình đang chơi Genshin Impact ở cái setting anh em có thể nhìn thấy ở chỗ này, graphic đây. Màn 2K, độ phân giải 2K, setting là 2. Đấy, render resolution là 1.1. Và FPS thì anh em biết rồi đấy, game này là nó sẽ lock FPS của chúng ta ở 60. Nhưng mà không sao cả, anh em hãy quan sát xem là cái tựa game này nó sẽ thể hiện như thế nào. Đấy, anh em để ý cái frame time nhá. Hầu như là nó rất là thẳng, nó rất ít khi bị nhảy lên. Đấy, cái đường frame time cực kỳ thẳng luôn. Như vậy các bạn có thể thấy là cấu hình này của chúng ta chơi Genshin Impact cực kỳ là mượt mà đúng không? Anh em đừng để ý đến cái kỹ năng của mình nhé, nó hơi gà một chút. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một cái tựa game nữa, đó là CS:GO xem thế nào nhỉ? Vâng, tiếp theo là CS:GO. Thì hiện tại mình đang chơi ở độ phân giải là Full HD và setting là setting tối ưu cho CS:GO. Đây anh em có thể thấy là đây. Anh em nhìn lướt qua nhá. Nói chung là thấp nhất đấy, để tận dụng làm sao để chúng ta có được FPS cao nhất. Và hiện tại thì CS:GO đang có mức FPS khoảng trên 200. Và dĩ nhiên là nếu như mà anh em có sở hữu những chiếc màn hình gaming kiểu 144Hz hay là 240Hz thì mình tin chắc là cấu hình này vẫn có thể kéo được CS:GO ở mức setting như vậy với độ phân giải là Full HD. Wow. Ấy. Vâng, và đó là cấu hình Glacier GTX 1650 chúng ta. Như anh em có thể thấy ở đây là mức giá của nó là 10.184.000 đồng. Tuy nhiên thì nó sẽ đi kèm theo hai gói quà tặng mà đoạn đầu video mình cũng đã giới thiệu tới đấy. Gói đầu tiên là bộ quà tặng trị giá 1,2 triệu bao gồm một thanh RAM tương tự có dung lượng 4GB, giúp anh em có thể tận dụng được dual channel ở trên cấu hình này. Bên cạnh đó là anh em sẽ được tặng thêm một con chuột Dugot M39 và một chiếc bàn G TNC phiên bản mới nhất cơ. Còn cái bản trên bàn mình đây là bản cũ rồi. Gói quà tặng thứ hai đây là anh em sẽ được hoàn tiền trực tiếp 5% vào giá bán và anh em vẫn được tặng ba chuột. Đấy, và sau khi mà hoàn tiền 5% vào giá bán thì lúc này cấu hình này sẽ chỉ còn có giá là 9.799.000 đồng mà thôi. Vậy thì với một cấu hình 10 triệu, dưới 10 triệu như thế này và chúng ta có thể trải nghiệm được những tựa game triple A mới nhất như là Assassin's Creed Valhalla với mức FPS ở mức gọi là khá là mượt, đấy là trên 60, thì mình nghĩ đó là khá là ổn đấy chứ. Và anh em nghĩ sao về cấu hình gaming PC này thì hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Và đường link cho cấu hình này anh em có thể tham khảo ở trên TNC Store mục gaming PC hoặc là anh em tìm thấy ở dưới phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.